Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới thật vui, một bạn gái ngoại đạo xinh xắn hát một bản thánh ca thật tâm tình, lay động hàng triệu trái tim người tín hữu Công giáo Việt Nam trong mùa chay thánh. Mời quý vị đón nghe. Kính thưa quý cộng đoàn, một bạn trẻ xinh gái người ngoại đạo đã hát thánh ca rất tâm tình. Mới đây bạn chia sẻ như sau. Kính chào mọi người, con là người ngoại đạo nhưng rất yêu mến nhạc thánh ca của Công giáo, vì thế con đã mượn phép hát ca khúc này để bày tỏ lòng yêu mến thánh ca. Con xin gửi tặng bài hát tới tất cả mọi người và đặc biệt là những người con Chúa. Cảm ơn anh Anton Đình Dũng đã hướng dẫn em. Ca khúc Chuỗi Hồng Ân, sáng tác Linh Mục Ân Đức, thể hiện Quỳnh Thương, thu âm Quỳnh Thương, mix cộng master Quảng Nguyễn, quay phim Quỳnh Thương. Mong mọi người đón nhận. Kính chúc mọi người có một mùa chay thánh sốt sắng. Thank you.
đền đáp cho suốt đời con. Cuộc đời con này đã dè bao, lạy Chúa cho bỏ con, con tin cậy vào Ngài trọn cuộc đời, con vịnh ca kính dâng Ngài tình yêu tuyệt mỹ. Con xin hết lòng cảm tạ ơn Chúa, vì Ngài thương con như biển như trời, vì Ngài thương con không bờ không bến. Chúa ơi, con biết lấy gì mà đáp đền, con biết lấy gì mà đền đáp Chúa suốt đời con. Chúa đền đáp Chúa suốt đời con. Bản trình bày của bạn nhận được rất nhiều lời chúc mừng, cảm ơn của cộng đồng công giáo. Mời quý vị có thể nghe chi tiết trên Facebook của bạn trẻ Quỳnh Thương. Mới đây, cùng với ca sĩ Anton Đình Dũng, bạn gái này đã thể hiện rất hay bài hát Ngài Vẫn Thực. Xin cảm ơn Quỳnh Thương, nguyện xin Chúa ban bình an tới bạn và gia đình. Hy vọng rằng trong tương lai, bạn sẽ tìm hiểu về đạo Chúa và trở thành con cái của Ngài. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.